Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 2, tập 1 Trang 42 Tuần 9 tiết 8 Trò chơi ô chữ Bài tập số 1, điền từ vào các ô trống theo hàng ngang. Dòng 1 là viên màu trắng hoặc đỏ vàng xanh dùng để viết chữ lên bảng. Có bốn chữ cái bắt đầu bằng chữ P. Thì đó chính là từ phấn. Dòng 2. Tập giấy ghi ngày tháng trong năm. Có bốn chữ cái bắt đầu bằng chữ là. Tập giấy ghi ngày tháng trong năm đó là là lịch. Dòng 3. Đồ mặc có hai ống, có bốn chữ cái bắt đầu bằng chữ qua đó chính là quần bốn chữ cái dòng bốn nhỏ xíu giống tên thành phố của bạn mít trong một bài tập đọc em đã học có năm chữ cái bắt đầu bằng chữ t giống tên thành phố của bạn mít đó chính là thành phố tí hon bắt đầu bằng chữ t có năm chữ cái Dòng 5, vật dùng để viết chữ trên giấy có 3 chữ cái bắt đầu bằng chữ B. Đó chính là bút. Dòng 6, thứ ngắt từ trên cây thường dùng để tặng nhau hoặc trang trí có 3 chữ cái bắt đầu bằng chữ H. Đó chính là là hoa. Dòng 7. Tên ngày trong tuần. Sau ngày thứ 3 có 2 chữ cái bắt đầu bằng chữ T. Tên ngày trong tuần. Sau ngày thứ 3 là là thứ 4, đó chính là tư. Dòng 8. Nơi thợ làm việc có 5 chữ cái bắt đầu bằng chữ X. Đó chính là là xưởng dòng 9 trái nghĩa với trắng có ba chữ cái bắt đầu bằng chữ D trái nghĩa với trắng là là đen dòng 10 đồ vật dùng để ngồi có ba chữ cái bắt đầu bằng chữ D đó chính là là ghế rồi bây giờ các em sẽ điền các chữ ứng với các dòng này vào bảng. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành ô chữ này như sau. Dòng 1 là là phấn. Dòng 2 là là lịch. Dòng 3 là quần. Dòng 4 là tí hon, giống tên thành phố của bạn Mít. Dòng 5 là bút. Dòng 6 là hoa. Dòng 7 là là tư. Dòng 8 là xưởng. Dòng 9 là đèn. Dòng 10 là là ghế. Và chúng ta tìm được ô chữ ở hàng cột dọc này. Đó chính là phần thưởng. Hai nhỏ viết lại từ xuất hiện ở cột dọc thì chúng ta vừa tìm được là là phần thưởng. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.